Kế đến là phần của anh Nguyễn Đình Nguyên. Anh Nguyễn Đình Nguyên sẽ nói đến cái coi như là cái solution mà giáo sư Văn Viết đưa ra trong cái học lòng toàn cầu. Thì anh Nguyên sẽ đưa đến solution là cái solar energy cho những cái nơi mà nghèo mà có thể dùng được cái đó là không kém. Thì để đọc sơ qua tiểu sử của anh Nguyên lớn lên tại Việt Nam, định cư tại Hoa Kỳ vào năm 92, tốt nghiệp bằng cử nhân ngành kỹ sư vật lý toán ứng dụng tại tại trường đại học Massachusetts Boston vào năm 97. Anh tiếp tục học và tốt nghiệp cao học kỹ sư điện tử tại Boston University vào năm 2001. Hiện nay anh là kỹ sư system engineer của công ty Raytheon. Từ năm 98 đến năm 2003, anh làm việc tại công ty General Electric. Trong khi đi làm cũng như những năm còn đi học, anh đã tham gia nghiên cứu và phát triển về các hệ thống siêu âm, ultrasonic signals and systems, hệ thống vô tuyến, viễn thông và hệ thống năng lượng mặt trời. Anh thích nghiên cứu để ứng dụng khoa học và kỹ thuật hiện đại không giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong các ngành kỹ nghệ. Giáo sư Mai Thu Thuyết đã trình bày rất tổng quát về cái vấn đề mà ô nhiễm môi trường, thì những cái nguồn năng lượng bây giờ mình xài đó sau này nó sẽ không còn nhiều nữa sau 50 năm, và nó lại thải ra những cái chất độc hại cho môi sinh, thì mình phải tìm một cái hướng giải quyết. Thì tôi xin trình bày sâu hơn về cái solar energy là một cái trong những cái hướng giải quyết của mình, những hứa hẹn và thử thách của nó. Discussion thảo luận chia làm 4 phần. Phần thứ nhất là sẽ trình bày về dự đoán về tình hình năng lượng trong tương lai các chi tiết. Phần thứ nhì là trình bày cách tổng quát về lịch sử phát minh của solar energy, và phần thứ ba sẽ là discuss sâu hơn về năng lượng mặt trời, những hứa hẹn và thử thách. Cuối cùng là sẽ là phần kết luận. For all of you, don't speak Vietnamese that well. I have some list on my slide, so please read and follow. So, phần thứ nhất, mình sẽ trình bày về những dự đoán về tình hình năng lượng trong tương lai. Thì cái đây là một cái bản tổng kết về cái mối liên quan giữa cái mức độ tiêu dùng năng lượng và kinh tế. Thì trên cái đồ thị này á, những cái mà cái cột mà về tô đậm á là diễn tả cái chiều cao của nó, sẽ diễn tả mức độ tiêu thụ năng lượng, và những cái cột tô sọc là cái chiều cao của nó sẽ diễn tả cái income của một nước trung bình cho một người. Thì phía bên tay trái của quý vị á sẽ là những nước có income rất là thấp, phía bên tay phải của quý vị sẽ là những nước income rất là cao. Ở đây thì có Việt Nam ngay chỗ này chỉ là 430 đồng một năm thôi, và chỗ này là sẽ là nước Mỹ, income của họ sẽ là trung bình cho một người sẽ là 350.000. Thì mình thấy là cái income nó cao dần từ bên tay trái qua bên phải, thì cái độ tiêu dùng năng lượng đó cũng cao dần theo luôn, với một cái mức độ giống như vậy. Thì một cái kết luận ở đây á là mình cần rất là nhiều năng lượng để mà phát triển kinh tế. Cái đó nó trở thành một cái định luật. Một cái cách nhìn khác cho cái sự liên hệ này á là bằng một cái bức photo từ trên một cái vệ tinh nhân tạo của chụp xuống trái đất về một đêm. Thì mình thấy á là những cái nước mà sáng nhất là những nước giàu,
Thì ở đây là Mỹ, Canada, ở đây là Liên hiệp châu Âu, và đây là Nhật Bản. Thì Việt Nam mình tới chỗ này cũng còn rất là tốt. Và cũng còn rất là nhiều nơi khác cũng còn trong bóng tối. Thì theo tỷ lệ, theo thống kê của Liên Hợp Quốc á, thì hiện nay là khoảng 2 tỷ người, là 1 phần 3 dân số trên thế giới không có điện gì hết. Thì họ vẫn còn trong bóng tối. Thì dĩ nhiên là mình cũng phải, Liên Hợp Quốc cũng sẽ có những chương trình để mà share những cái ánh sáng đối với họ. Thì từ hai góc nhìn trên thì mình sẽ dự đoán được đó, là trong tương lai cái mức độ tiêu dùng năng lượng sẽ rất là tăng, rất là cao, vì những lý do là cái xu hướng phát triển kinh tế hiện nay, thêm vào là sự gia tăng dân số, và thêm vào nữa là những cái kế hoạch mà để phát triển xã hội cũng cần rất là nhiều năng lượng. Thì mình tính được là cái mức độ tiêu dùng năng lượng sẽ tăng gấp đôi cho đến năm 2040 và gấp ba cho đến 2060. Nhưng mà cái vấn đề của mình đó là những cái hệ thống, cái quy trình mà sản xuất và tiêu thụ năng lượng mình bây giờ là nó xáo trộn cái hệ thống sinh thái, cộng thêm vào là những cái kho tàng ở dưới lòng đất đó, nó sẽ cạn đi trong vòng 50 năm tới thì mình sẽ không còn năng lượng nữa. Thì cái năng lượng mặt trời là một cái cách giải quyết rất là tốt. Thì giáo sư Mai Thanh Tuyết đã trình bày một cách chi tiết trong cái bài thảo luận trước. Tiếp theo là cái phần lịch sử phát minh. Trong phần này tôi xin nêu ra hai cái phát minh tiêu biểu nhất. Cái phát minh thứ nhất là của ông Archimedes, năm 2012 trước công nguyên. Ông đã dùng, ông đã tạo một cái kính hội tụ ánh sáng bằng, không phải kính nhưng mà bằng những miếng đòn đó, để đốt cháy cái thuyền của La Mã từ một khoảng cách rất là xa. Thì cái hải quân Hy Lạp đã nghiệm chứng cái điều này năm 1973. Thì cái điều này cho anh biết là cái phát minh đó là năng lượng mặt trời có khả năng tạo ra một cái nhiệt lượng rất là lớn, mà cái đó cũng rất là quan trọng, hoặc mình cũng có thể dùng được từ hơn 2.000 năm trước đây. Xin nhắc quý vị là ông Archimedes là một người là cha đẻ của toán học, toán hình học của chúng ta ngày hôm nay, và một người cha đẻ của vật lý hiện đại là contemporary physics là ông Einstein. Năm 1905 thì ông phát hiện một cái hiện tượng gọi là photoelectric effect á. Thì cái hiện tượng này á, cho anh biết là cái khả năng của năng lượng mặt trời có thể chuyển qua thành, có thể convert, có thể sản xuất ra năng lượng điện cho chúng ta tiêu dùng. Và từ đó về sau thì có rất là nhiều cái phát minh khác, thì tôi sẽ trình bày tiếp theo. Thì hiện nay á, thì tất cả các máy móc mà đi thám hiểm không gian đều vận hành bằng năng lượng mặt trời. Thì tất cả các máy móc đều mang những cái panel solar panel để mà sản xuất ra điện rồi vận hành ở ngoài không gian. Thì đây là một cái International Space Station, một cái sample. Đây là một cái spacecraft của Mars Exploration. Thì tất cả đều carry cái solar panel để sản xuất ra điện. Đây là hai cái ví dụ khác. Cái này là một cái thử nghiệm của trung tâm NASA. Cái máy bay này á là một cái vệ tinh về thăm dò khí tượng. Nó sẽ bay rất là cao để thăm dò khí tượng, nhưng mà nó sẽ tự sản xuất năng lượng cho nó bằng những cái solar panel này. Nó không cần recharge, không có cần refill gì hết. Nó bay mãi trên cái thượng tầng kiến trúc á. Thì cái này cũng rất là thú vị. Và cái này là một cái xe cũng tự sản xuất ra năng lượng và chạy từ Chicago cho tới California, cover khoảng hơn 2.000 mile trong 58 tiếng đồng hồ. Thì với cái mức độ trung bình của nó là sẽ là 40 miles per hour. Thì cái này là một cái khả năng mình có thể thấy được trong tương lai, là có thể làm xe mà chạy được bằng năng lượng.